Bố bảo các bạn ăn cái gì? Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cơm Mốc. Hiện tại thì nhà mình đang có một chuyến food tour tại thành phố Nam Định. Hôm nay những món ăn mình sẽ ăn là bánh mì pate này, tại chân cầu Đào Quan này, và phở. Giờ thì mời các bạn cùng mình thưởng thức món bánh mì pate nha. Hôm nay quán này rất là đông các bạn ạ. Đồng quá nhỉ. Ấy ơi, trông đến trứng xiên này, con này ăn cái xiên cái gì? Ba đây trứng, đây là sườn ạ. Ba đây là sườn này này. Hai cộng 5 đồng một xíu nhá. Hai cộng 5 đồng đâu ạ? Quá rất là đồng. Con ơi, đây là quán đông nhất tại đây các bạn. Chị chủ hàng này lên tay. Có bát là sườn, bát trứng. Gọi đây anh ơi. Vâng vâng. Đầu quá. Mà hiện tại cô tăng lên tôi gọi sườn. Sau một lúc xếp hàng thì mình mua được 3 cái bánh mì pate sữa các bạn này. Ở đây cái ngon nhất là ăn cái mì này, ăn có cái rau dưa ăn kèm này, có đu đủ muối này, và dưa chuột muối chua, muối chua chua ngọt ngon lắm. Và mốc đưa mày đi ăn kem xôi với ăn phở nữa là lên. Kết thúc một chuyến food tour Nam Định. Năm cái mua 10 cái mà lên à? Hả? 5 cái pate và 5 cái pate giá xíu. Xương quang các bạn, bánh mì pate giá xíu. Vừa ăn xong các bạn, còn bây giờ mới ngồi để đánh giá cho các bạn nha. Đây này, các bạn thấy không? Chỗ khu vực này thì có rất nhiều quán bánh mì pate, có thể đến 5-6 quán ấy. Nhưng mà cái quán này đông nhất các bạn này. Bây giờ quay chi tiết cho các bạn cái góc. Nó sẽ nằm ở cái góc cong này. Bên kia cũng có rất nhiều quán này. Đây cũng có một quán này. Nhưng mà quán này là quán mình hay ăn và quán đông nhất ở cái khu vực này. Mọi người đang chờ xếp hàng. Hai mình cũng ăn ở đây 3 cái, mình mua về 10 cái. Tuyệt vời các bạn, ngon. Nam Định có một cái món đặc trưng, món xíu, thịt xá xíu ấy các bạn, nó làm được thịt lợn. Thì cái đấy nó sẽ nằm trong cái các cái món ăn như phở xíu và bánh mì pate xíu. Đấy. Tí nữa thì mình sẽ đi ăn phở xíu. Hôm nay thì đây sẽ là món được chuyến food tour nhanh của gia đình nhà mình. Gồm có những món là bánh mì pate, kem xôi và phở. Ăn được không? Nửa cân lên cây bên này nhá. Yêu ơi, tao gọi cho. Không đi, không đi. Thế còn bánh không? Thanh thủ lấy bánh cho mẹ đi. Cho em 5 pate xíu với 5 pate mang về nhá. Với nửa cân pate nữa. À, gia đình nhà mình vừa mới ăn bánh mì pate ở chân cầu Đào Quan Nam Định xong các bạn. Này, xe ô tô xếp hàng dài ăn các bạn. Nhà mình mua 10 cái và một hộp pate nửa cân mang lên Hà Nội. Đây thì sẽ có bánh mì pate và bánh mì pate xá xíu. Bây giờ thì mình sẽ đi uống cà phê hoặc là ăn kem xôi. Sau đó sẽ ăn phở rồi lên Hà Nội, kết thúc một chuyến food tour nhanh. Các bạn xem kênh mà thấy cái chia sẻ của mình vui à, hữu ích đăng ký kênh của mình nha.
Đây là video về món bánh mì pate Nam Định sẽ kết thúc ở đây. Các video khác mình sẽ làm tiếp để review đến các bạn. Bạn vào kênh của mình để xem nhá.